Đối tượng được nhận hỗ trợ đợt này là người bán vé số lưu động hoặc người khuyết tật bán vé số cố định tại một điểm. Số ngày hỗ trợ là 24 ngày với mức 50.000 đồng một người mỗi ngày. Như vậy, mỗi người thuộc diện được nhận hỗ trợ một lần là 1.200.000 đồng. Để đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch, tránh tập trung đông người, đa số các địa phương đã cử cán bộ chuyên trách đến tận nhà để người lao động điền thông tin và ký nhận tiền.